Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem những bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu bản tin hôm nay là tin dự báo thời tiết. Dự báo gió mạnh, sóng lớn, cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Hiện nay, giải từ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-19 độ Vĩ Bắc, nối vùng thấp trên khu vực Biển Đông có vị trí ở khoảng 17,5-18,5 độ Vĩ Bắc, 111-113 độ Kinh Đông. Ở trên đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Dự báo hôm nay và ngày mai ở khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của giải từ nhiệt đối với vùng áp thấp phân tích trên, với gió mùa Tây Nam ở phía Nam có hoạt động trung bình đến mạnh, nên trong ngày và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị, hiện nay theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây Meiyu đang tồn tại trên khu vực huyện Gia Lâm, Thanh Oai, Ứng Hòa, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy của thành phố Hà Nội. Cảnh báo từ 1-3 giờ tới. Khu vực các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Đông, Đống Đa sẽ có mưa rào và dông. Vùng mưa dông có thể phát triển sang các quận, huyện khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai, gió lốc, sét cấp 1. Tiếp theo là bản tin dự báo mưa vừa mưa to ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Hiện nay ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng. Cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 16 giờ ngày hôm nay có nơi trên 100 mm. Và một số nơi ở nơi mưa lớn như ở Lục Yên, Yên Bái 130 mm, Gia Phú, Lào Cai 115 mm, Minh Quang, Vĩnh Phúc 112 mm, Bảo Lộc, Lâm Đồng 168 mm, Hè Mòn, Kon Tum 110 mm, Pleiku, Gia Lai 112 mm. Dự báo diễn biến mưa trong 24-48 giờ tới. Dự báo trong chiều tối nay đến tối ngày kia ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 150 mm. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều tối. Dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-60 mm, có nơi trên 80 mm. Cảnh báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày mai đến khoảng ngày 13 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ra ngập úng tại các khu vực đô thị. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 2. Sau đây là bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời gian 10 ngày tới. Từ đêm ngày hôm nay đến ngày 17, dự báo thời tiết một số khu vực từ đêm ngày hôm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ đêm ngày hôm nay đến ngày mai có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết từ đêm ngày mai đến ngày 17. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm ngày mai đến ngày 13 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Từ ngày 14 đến ngày 17 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ở Trung Bộ, từ đêm ngày mai đến ngày 10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, mưa lớn tập trung vào chiều và tối.
Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1. Thưa quý vị, hôm nay qua theo dõi trên một số thiết bị theo dõi bão nhiệt đới quốc tế, trong giờ vừa qua, chúng tôi tiếp tục ghi lại được một số hình ảnh về quá trình hình thành và phát triển mạnh lên thành bão của từ 2 đến 3 vùng áp thấp trên khu vực biển. Như quý vị và các bạn đang được theo dõi và quan sát với một số những hình ảnh được các thiết bị nhiệt đới quốc tế ghi nhận được. Hiện nay trên khu vực rìa phía Tây Thái Bình Dương đang là quá trình hình thành và phát triển mạnh của một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng về khu vực Biển Đông. Với vị trí đo được ở vào khoảng 14,21 độ Vĩ Bắc, 133,22 độ Kinh Đông và đang có dấu hiệu hoạt động mạnh dần lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,12 độ Vĩ Bắc, 132,09 độ Kinh Đông, với sức gió đo được tính từ tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 5, cấp 6, khoảng 40 đến 55 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, hướng về khu vực Biển Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và đang có những dấu hiệu hoạt động mạnh dần lên thành bão. Dự báo trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 16,58 độ Vĩ Bắc, 128,03 độ Kinh Đông, với sức gió đo được tính từ tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, khoảng 80 đến 100 km/h, giật cấp 12, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và tiếp tục mạnh thêm trong những giờ tiếp theo. Dự báo trong khoảng 72 đến 96 giờ tiếp theo, vị trí tâm bão ở khoảng 18,44 độ Vĩ Bắc, 127,13 độ Kinh Đông, với sức gió đã được tính từ tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, khoảng từ 100 đến 120 km/h, giật cấp 13, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 170 km tính từ tâm bão, hoạt động ngay trên khu vực phía đông đảo Luzon. Các khu vực đất liền khoảng 980 km di chuyển từ hướng Tây Bắc hướng về khu vực Biển Đông, mỗi giờ nó đi được khoảng 10 km. Theo như nhận định từ một số chuyên gia khí tượng, cơn bão này có khả năng sẽ đi vào Biển Đông. Trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập và cập nhật những dữ liệu phân tích mới nhất từ một số cơ quan khí tượng thế giới được truyền tải tới quý vị và các bạn trong những bản tin sau. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng Thanh Hóa nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Kính thưa quý vị, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo mưa dông diện rộng, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá,
lốc xoáy và gió giật mạnh để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, ảnh hưởng của mưa lớn, dông, lốc, sạt lở bờ sông từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 đã làm một người chết tại Khánh Hòa. Bên cạnh đó, 11 nhà sập đổ, Cần Thơ 1, Đồng Tháp 9, Trà Vinh 1, 135 nhà bị tốc mái, hư hỏng, Quảng Trị 4, Sóc Trăng 31, Đồng Tháp 94, Thành phố Hồ Chí Minh 5, Đồng Nai 1, thiệt hại 57 ha hoa màu, Bình Thuận, sạt lở, sụt lún bờ sông, nứt mặt, chân đê bao 164m, Cần Thơ 36m, Hậu Giang 48m, An Giang 80m, sập đổ 50m tường rào tại huyện Nhân Trạch, sạt lở bờ phải đập Long An, xã Long An, huyện Long Thành, ngập cục bộ một số khu vực tuyến đường thuộc huyện Nhân Trạch và Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích xã, công an huyện chốt chặn, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn, xử lý sạt lở bờ phải đập Long An và hỗ trợ di dời tài sản đến nơi an toàn. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, ngày và đêm nay khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, lượng mưa ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, và khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp 1. Ngày và đêm nay ở khu vực Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo mưa dông diện rộng, mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức trực ban thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.